tôi tái sinh thành một con lợn và kích hoạt được hệ thống nuốt chửng. Chỉ cần liên tục ăn là có thể tiến hóa. Lần đầu tiến hóa thành lợn giáp đen 20.000 cân. Lần hai tiến hóa thành lợn kim thánh 100.000 cân. Ăn đến cuối cùng thậm chí có thể tiến hóa thành lợn vương hỗn độn. Những lúc này, tôi mới tái sinh 2 năm rưỡi, vẫn đang bị nông dân nuôi nhốt. Vốn tưởng có thể ăn uống vô ưu vô lo như vậy. Cho đến khi một chiếc xe tải lớn đến, đã hoàn toàn thay đổi cuộc đời lợn của tôi. Lão Trương, thả con lợn quý của ông ra đi. Tôi nghe nói, con lợn này đã 500 cân rồi. Con lợn của tôi khác với mấy con lợn ông thu mua. Nó còn biết tự lên bàn cân nữa. Lát nữa có khi còn tự lên xe ấy chứ. Vậy chúng tôi phải mở mắt xe mới được. Mở cửa thả lợn ra. Nhưng khi lão Trương vừa mở cửa, tôi mạnh mẽ lao về phía hai người. Hai người sợ hãi nhanh chóng nấp ra sau xe tải lớn. Lão Trương, đây chính là con lợn ông nói biết tự lên cân à? Tôi vừa rồi suýt nữa đã bị tông bay. Tôi cũng không biết con lợn này hôm nay làm sao. Có lẽ là tâm trạng không tốt chăng? Bây giờ làm sao đây? Hai chúng ta đâu chế ngự được con lợn lớn như vậy. Cứ yên tâm, tôi đã có cách từ sớm. Dân làng, ra làm việc đi. Một nhóm dân làng vây quanh, hợp lực bế tôi ném lên xe tải. Vậy là tôi rời khỏi làng. Nhưng may là lồng sắt, không có khóa. Chỉ cần dùng mũi đẩy lên là có thể mở ra. Mở cửa xong tôi không vội vàng bỏ chạy, mà đợi xe đi qua một khu rừng. Tôi đột ngột nhảy khỏi xe, một mạch chạy vào rừng. Vượt qua từng cây to, tôi bỗng ngửi thấy một mùi thơm. Vừa đến rừng, đã gặp bảo bối. Tôi đi tìm theo mùi hương, lại phát hiện ra một bãi hà thù ông lớn. Tôi nuốt trọn tất cả. Rõ ràng cảm thấy thể lực hồi phục. Hệ thống, bây giờ thuộc tính của tôi bao nhiêu rồi? Chủ thể loài, lợn nhà, cân nặng 500 cân, sức mạnh 18, thể hình 8, nuốt chửng hà thù ông. Thể lực hồi phục, thức tỉnh kỹ năng nuốt hấp. Cũng được đấy. Kỹ năng này có thể trực tiếp nuốt chửng thực phẩm, như vậy ăn uống sẽ thuận tiện hơn nhiều. Hệ thống còn có kỹ năng nào khác không? Mỗi lần chủ thể tiến hóa đều sẽ thức tỉnh một kỹ năng. Tiến hóa đến lần thứ 5 sẽ thức tỉnh một môn thần thông. Làm sao để tiến hóa đây? Giới hạn cân nặng của lợn nhà là 1.000 cân. Chỉ cần nâng sức mạnh và thể hình lên 100 điểm là có thể tiến hóa. Tốt lắm. Vậy tôi sẽ bắt đầu đại ăn đặc ăn. Tôi tìm thấy một dòng sông. Thi triển nuốt chửng thuật, liên tiếp nuốt 100 con cá. Cân nặng lên tới 650 cân. Sức mạnh và thể hình cũng đạt 50 điểm. Và trưởng thành thành lợn rừng. Đúng là nơi tốt. Ăn ở đây sướng hơn, ở chuồng lợn trước nhiều. Khi tôi tiếp tục tiến sâu vào rừng, một tiếng chu của sói vang lên. Có bầy sói. Với thể hình hiện tại đối phó với sói, chắc chắn không vấn đề. Thử nuốt chửng động vật lớn xem, liệu có tăng nhanh thể hình không? Tôi tiến lại gần nguồn âm thanh, nhìn thấy một bầy sói đang vây quanh hai con gấu nâu, một lớn một nhỏ. Bình thường, sói không dám tấn công gấu nâu. Nhưng gấu nâu đang dẫn theo một con non mới sinh. Bầy sói mới dám mạo hiểm. Đúng lúc gấu nâu và bầy sói đang đối đầu, tôi bất ngờ lao ra, húc ngã hai con sói xuống đất. Số sói còn lại tán loạn bỏ chạy. Đồng thời, gấu nâu cũng rời khỏi đây. Tôi hút hai con sói vào miệng. Đinh, sức mạnh tăng 30. Thể hình tăng 30. Trong lòng tôi giật mình. Nuốt động vật lớn lại tăng nhiều đến vậy. Chỉ còn một chút nữa là có thể tiến hóa. Tiếp tục tìm con mồi. Cứ thế, tìm đến tận tối. Động vật thì không tìm thấy. Lại tìm được một cái bẫy thú. Đây là khu rừng nguyên sinh mà. Sao có thể có bẫy thú chứ? Chẳng lẽ có người đến săn bắn? Đúng lúc này, một tiếng hổ gầm chấn động rừng núi. Chẳng lẽ người ta đang bắt hổ sao? Tôi tò mò, tiến lại gần vị trí tiếng hổ. Phát hiện 5 người đang tựa bên đống lửa nói gì đó. Lần này thu hoạch rất phong phú. Nửa đời sau không phải lo nữa. Điều đó chưa chắc, các anh không nghe nói sao? Gần đây nhiều nơi liên tục phát hiện sinh vật khả nghi. Còn có người nhìn thấy con gà cao hơn chục mét. Đúng vậy, tôi cũng nghe nói nhiều động vật biến dị. Mới định xong việc này là về quê. Tôi thấy các anh quá dễ tin vào tin đồn. Mấy cái đó chắc chắn đều là giả thôi. Nghe mà tôi âm thầm hoảng sợ. Động vật biến dị, chẳng phải tôi đây sao? Chẳng lẽ còn có con khác cũng biến dị à? Xem ra mình phải nhanh chóng tăng thực lực mới được. Đêm khuya vắng lặng, bốn người đều đã ngủ say. Người canh đêm cũng dần buồn ngủ. Đúng lúc rồi, tôi lao về phía mấy người đó. Người canh đêm bỗng giật mình tỉnh dậy. Hét to, đại ca, không ổn rồi, có một con lợn rừng to lớn đang lao về phía chúng ta. Mấy cái chiến lợi phẩm của các người giờ toàn là của ta. Tôi mở túi thứ nhất, bên trong chính là con hổ đó. Mở túi thứ hai, bên trong là một con gấu nâu. Mở túi thứ ba, lại là hai con hổ đồng bắc con còn sống. Hai con hổ con này cũng chẳng có mấy cân thịt. Vẫn nuốt hổ và gấu nâu đi. Sức mạnh băng tăng 45. Kích thước cơ thể tăng 50. Trọng lượng đạt mức tối đa 1.000 cân. Chủ thể có tiến hóa không? Hệ thống bắt đầu tiến hóa. Đột nhiên tôi cảm thấy toàn thân tràn đầy nhiệt lượng.
kéo dài nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng hoàn thành tiến hóa. Chủ thể băng tiến hóa thành hắc giáp chu. Nhận được kỹ năng, hắc giáp có thể miễn dịch phần lớn sát thương vật lý. Không tồi, năng lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Như thế này, động vật trong rừng đều không thể là đối thủ của ta nữa. Tôi được tái sinh thành một con lợn, thậm chí đã ăn một con hổ và một con gấu. Và tiến hóa thành vua lợn dài 5 mét, nặng 1.400 cân. Hệ thống, tại sao tôi lại trở thành lợn nhà? Chủ nhân đã hoàn thành tiến hóa. Có thể chuyển đổi giữa hình dạng lợn nhà và lợn giáp đen bất cứ lúc nào. Đúng là như vậy. Tôi tưởng là tôi thoái hóa rồi. Năm ngày tiếp theo, tôi ăn uống điên cuồng trong rừng. Không chỉ nuốt 100 con gà, vịt, cá, mà còn ăn nhân sâm núi, đông trùng hạ thảo và các loại thực vật quý hiếm khác. Thậm chí cả con hổ con đi theo tôi cũng lớn hơn nhiều. Hệ thống, giới hạn cân nặng hiện tại của tôi là bao nhiêu? Giới hạn cân nặng hiện tại của chủ nhân là 20.000 cân. Khi sức mạnh và kích thước đạt 2.000 điểm thì mới có thể tiến hóa lần nữa. Gì? 20.000 cân? Tôi phải ăn đến bao giờ nữa? Xin chủ nhân tự khám phá. Được rồi, có vẻ phải rời khỏi đây. Tôi vẫy tay. Con hổ con mang ba lô đến. Bên trong có điện thoại và sổ tay của một số thợ săn trước đây. Sổ tay đánh dấu vòng trong rừng nguyên sinh Delin. Có con chăn khổng lồ 10 mét ở hồ. Có mục tiêu rồi, tôi đi thẳng vào vòng trong rừng. Đến hồ, con hổ con tiến lên định uống nước. Bỗng một bóng đen trong nước tiến lại gần. Tôi lao xuống nước. Nắm được bóng đen kéo lên. Quả nhiên là chăn khổng lồ. Chăn khổng lồ quấn quanh tôi. Nhưng đụng vào tôi thì nó đã đạp phải tấm sắt rồi. Tôi biến thành lợn giáp đen. Dù chăn khổng lồ dùng hết sức, tôi cũng chẳng hề hấn gì. Nó chỉ to con thôi. Sức mạnh thì có vậy. Ngay sau đó tôi dùng nanh đâm thủng chăn khổng lồ. Khi lên bờ, tôi nuốt chửng con chăn khổng lồ. Chúng tôi đi dạo xung quanh. Phát hiện ra bầy sói ở đây cao tới 3 mét. Không mặc nhiên là vòng trong rừng, động vật ở đây đều to lớn hơn thú rừng bình thường. Sói trắng nhìn thấy tôi to lớn, liền lao về phía con hổ con. Dám nhìn trộm đàn em của tao, sói ra, tao phải giải quyết ngươi rồi. Tôi lập tức xông tới, con sói trắng bị đẩy lên cây cối và bị tôi nuốt chửng. Hệ thống, kiểm tra thuộc tính. Không tồi, không tồi, sau này sẽ đóng trại ở đây. Tiếp theo tôi tìm thấy một hang động khổng lồ, vừa đủ để làm trại. Lúc này lại xuất hiện một con gấu khổng lồ dài 7 mét. Nó ăn gì mà lớn thế? Lớn hơn cả tôi. Cùng với tiếng gầm gừ của gấu khổng lồ, hai thân hình khổng lồ và đập trực diện. Đấu nhau ác liệt suốt nửa canh giờ vẫn chưa phân thắng bại. Nếu đấu như vậy thì phải đấu cả ngày. Không thể kéo dài thêm được nữa, chuyển sang lợn giáp đen. Lúc này sức mạnh của tôi tăng gấp nhiều lần. Biến thành một đạo bóng đen đâm xuyên qua gấu khổng lồ. Nuốt chửng gấu khổng lồ, tôi vào trong hang động. Bất ngờ phát hiện ra rất nhiều trái cây. Hai con hổ con ăn ngon lành. Đừng tranh nhau, tất cả đều cho các con. Sau này ta sẽ gọi các con là hổ 1 và hổ 2 nhé. Hổ 1 ngoan ngoãn, mang ba lô cho ta. Tôi lấy ba lô, mở điện thoại trong đó ra xem. Toàn là tin tức về nước Anh đào bị tấn công bởi quái vật khủng long. Những thứ quái vật này là gì vậy? Sao lại lớn thế? Phải là hiệu ứng đặc biệt của phim ảnh không? Trông thật quá. Các vị, đây không phải hiệu ứng đặc biệt, đây là thật. Quái vật đã chiếm lĩnh nước Anh đào. Chết rồi, liệu những quái vật đó có đến Trung Hoa của chúng ta không? Đừng lo lắng, Trung Hoa chúng ta có rất nhiều võ sĩ. Ta là cấp 8, quân đội sẽ bảo vệ mọi người. Nhìn những tin tức này, tôi lại cảm thấy gấp rút. Nhìn sức mạnh của những con khủng long kia, tương đương với gấu khổng lồ, tôi phải nhanh chóng tiến hóa. Lúc này, căn cứ số 23 Trung Hoa đang chống lại vô số quái vật. Gần đây quái vật ngày càng nhiều, em rằng chúng ta không thể chống đỡ lâu hơn nữa. Đừng hoảng, hiện tại ta đã là Khô Tịnh cấp 7. Còn nhiều cao nhân đang đến. Đông Hoa chân nhân, người không biết đấy, sức mạnh của những con khủng long này tương đương tam cảnh hạ của nhân loại. Còn những con khủng long trên 10 mét tương đương tam cảnh trung. Trong khoảng đó, pháo binh không thể đe dọa chúng. Đông Hoa chân nhân hỏi với vẻ mặt nghiêm trọng. Vậy Vương Tước Tước ở cảnh giới nào? Tương đương với đỉnh cao tam cảnh thượng của nhân loại, sức chiến đấu thậm chí còn mạnh hơn. Nhưng dường như trong đại dương có sự tồn tại của Vương Tước Tước đẻ trứng. Nếu không thì nơi này đã bị chiếm lĩnh từ lâu rồi. Lúc này một vị lão giả mặc áo trắng đi tới. Hiện tại chúng ta chỉ có thể kiên trì mới có hy vọng. Và ở một nơi khác, tôi đã ăn 200 con sói trắng trong vòng trong rừng. Hệ thống, kiểm tra thông tin của tôi. Chủ nhân, lợn giáp đen, cân nặng 11.000 cân. Sức mạnh 1.100 điểm, kích thước 1.000 điểm. Gần như tôi đã ăn hết hung thú trong khu vực này rồi. Nhưng mới chỉ hoàn thành một nửa, có lẽ phải đi ra biển xem có gặp khủng long lớn không. Lúc này tại căn cứ quân sự số 24 gần đó, một người lính chỉ vào Zeda nói,
Trung úy, con lợn khổng lồ trong rừng đang tiến về phía bờ biển. Chúng ta có nên nhắm bắn không? Tạm thời không cần, con lợn này hiếm khi tấn công người. Cứ quan sát đã, nó đến bờ biển làm gì? Bên kia tôi đã đến bờ biển. Quả nhiên phát hiện ra khủng long. Hai con khủng long 9 mét nhìn thấy tôi lại lùi dần ra sau. Muốn chạy à? Không có cửa. Tôi xông lên và một đòn đâm xuyên qua hai con khủng long. Lúc này các sĩ quan tại căn cứ 214 đều ngạc nhiên. Hai con khủng long này tương đương cảnh giới nào? Theo dữ liệu dây đạp phát hiện, hai con khủng long này dài 9 mét, tương đương khô tịnh cấp 7 của nhân loại. Vậy con lợn rừng kia ở cảnh giới nào? Con lợn rừng đó chưa sử dụng toàn lực, không thể đoán được sức mạnh của nó. Chẳng lẽ lại là một sinh vật tương đương vương tước tước? Dưới ánh mắt của nhiều người lính, tôi kéo hai con khủng long về hang núi, bắt đầu nuốt chửng. Hai con khủng long này thật nhiều năng lượng. Sau này phải đi đó bắt nhiều khủng long nhỏ hơn. Đúng rồi, hai đứa cũng phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Không đánh lại được thì hai đứa cùng lên. Những ngày tiếp theo, tôi thỉnh thoảng ra biển bắt khủng long, khiến các người lính ở đây ngạc nhiên. 7 ngày sau, tôi cuối cùng đã nuốt đủ khủng long. Chúc mừng chủ nhân đã tiến hóa thành kim giáp hầu. Nhận được kỹ năng mới lưu ly hỏa, nhiệt độ gấp 1000 lần ngọn lửa bình thường. Đã đến lúc ra ngoài dọn dẹp những con khủng long mạnh hơn. Tôi được tái sinh thành một con lợn, cao 6 mét, dài 15 mét, nặng tới 25.000 cân. Lúc này tôi đến bờ biển và phát hiện con người đang chống lại một đàn khủng long tấn công. Con khủng long dẫn đầu, thậm chí dài tới 20 mét. Đạn pháo của con người hoàn toàn vô dụng. Bỗng một lão nhân từ trên trời giáng xuống. Khí tức đáng sợ của ông ta khiến khủng long khổng lồ lùi dần. Một đám lính hò reo, Khổ đại sư đã xuất hiện. Bây giờ chúng ta có cơ hội sống rồi, nhưng Khổ đại sư lại có vẻ nghiêm trọng. Muốn thắng phải đánh phủ đầu vua, các ngươi hãy phái người đối phó với bọn khủng long nhỏ. Ta sẽ đối phó con khủng long 20 mét này. Khổ đại sư vung tích trượng lao về phía khủng long khổng lồ, nhưng lại bị nó dễ dàng tránh né. Rồi khủng long bất ngờ lao thẳng về phía Khổ đại sư. Khổ đại sư lập tức nhảy lên cao hơn 10 mét. Nhưng ông vẫn đánh giá thấp sức chiến đấu của khủng long khổng lồ. Đuôi khủng long biến thành một đạo ảnh, đánh văng Khổ đại sư hàng chục mét. Lúc này tuyến phòng thủ của căn cứ hoàn toàn sụp đổ. Khi mọi người đang tuyệt vọng, thì biển bỗng nhiên sôi sục dữ dội. Tất cả khủng long đều cảm nhận được khí tức đó và chậm rãi lùi lại. Những người lính được cứu đều ngơ ngác. Cái quái gì thế này? Ngay cả khủng long khổng lồ cũng phải rút lui. Cái gì có thể làm sôi biển cả? Nếu đó là một yêu thú, thì sức mạnh của nó chắc chắn đã đạt tới mức kinh khủng. Bỗng tôi xông ra từ biển. Không khí xung quanh dường như đang nóng dần lên. Lũ côn trùng xấu xí này sẽ sớm trở thành sức mạnh của ta. Rồi tôi biến thành một đạo ảnh vàng lao về phía con khủng long 20 mét. Sau một tiếng nổ lớn, con khủng long khổng lồ ngã sắp xuống. Những con khủng long còn lại định chạy trốn, nhưng tôi sẽ không cho chúng cơ hội đó. Tôi lại biến thành đạo ảnh vàng, đánh gục hơn chục con khủng long. Lúc này các lính đều ngẩn ra. Bọn khủng long này suýt phá hủy căn cứ của chúng ta, nhưng lại được giải quyết dễ dàng như vậy. Viên chỉ huy Lưu Đạt cẩn thận lại gần tôi nói. Vương Dã Chư đại nhân, cảm ơn ngài đã cứu căn cứ này. Nhưng tôi chỉ về phía đàn khủng long xung quanh. Không cần cảm ơn. Các ngươi, hãy phái người mang bọn chúng về hang của ta là được. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp người đưa chúng đến ngay. Không lâu sau, bên ngoài hang đầy khủng long. Lưu Đạt cười tít mắt nói với tôi. Ngài thật là thị thú của chúng tôi. Để tỏ lòng biết ơn, tôi sẽ cung cấp cho ngài tất cả thông tin mà căn cứ này biết. Rồi ông ta đưa cho tôi một máy tính bảng. Trong đó ghi lại cấp bậc của các yêu thú, chia thành yêu binh, yêu tướng, yêu chúa và yêu vương. Con khủng long 20 mét kia tương đương với cấp yêu tướng. Tiến hóa lên cấp yêu chúa thì yêu thú sẽ có kỹ năng. Hiện mới phát hiện được 5 con. Còn về yêu vương thần thoại thì vẫn chưa phát hiện được. Sau khi nắm rõ thông tin này, tôi nhìn hai tên đàn em bên cạnh. Hai đứa các người hiện chỉ tương đương yêu binh cao cấp. Ta là Vương Dã Chư, bên cạnh ít nhất cũng phải là yêu tướng chứ. Mỗi đứa đi bắt một con khủng long về ăn ngay. Khi hổ nhất và hổ nhì ăn không ngừng, chúng cũng lớn lên tới 5 mét. Và tôi cũng nuốt hết các con khủng long còn lại. Kiểm tra thuộc tính. Chủ nhân là giống lợn giáp vàng, nặng 30.000 cân, sức mạnh 3.000 điểm, kích thước 2.900 điểm. Hệ thống, ta còn có thể tiến hóa nữa không? Chủ nhân phải nặng 100.000 cân, sức mạnh và kích thước đạt 10.000 điểm mới có thể tiến hóa. Tôi hơi bất ngờ. Ở đây gần như tôi đã dọn sạch yêu thú rồi. Sao còn phải nhiều như vậy mới tiến hóa được? Vì vậy tôi mở máy tính bảng ra, tìm xem nơi nào có nhiều yêu thú. Phát hiện ra trong thị trấn có rất nhiều động vật đột biến. Thậm chí có một con sư tử 7 mét. Thị trấn dường như không xa lắm. Con sư tử đó chắc là cấp yêu tướng tấn công. Ta cũng nên đến thị trấn xem sao. Sau đó tôi cùng hai tên đàn em đi về hướng thị trấn.
dọc đường còn ăn thêm một số yêu thú nữa. Vừa tới thị trấn, đã thấy con sư tử 7 mét đang nhảy giữa đàn xe tăng. Sư tử chỉ cần một đạp là tiêu diệt được một xe tăng. Lúc đàn xe tăng gần bị diệt sạch, thì ba người xuất hiện. Sư huynh, con sư tử này dường như không đần đặc lắm, khó đối phó đấy. Đây là con sư tử vương chạy ra từ vườn thú trong thị trấn. Lý ra, nó phải có vài tên lính canh bên cạnh. Lúc hành động các người phải cẩn thận. Chỉ là một con sư tử thôi mà. Sư huynh để tôi ra đấu với nó. Thấy y nhảy cao, cây gậy trong tay bỗng lớn lên, đánh thẳng xuống con sư tử, nhưng lại bị sư tử vương đánh bay. Hai người còn lại thấy vậy, cũng lao vào tấn công, nhưng cũng bị sư tử vương đánh bay như thế. Bên kia tôi đang dọn dẹp lũ tay sai của con sư tử. Hai con cọp cũng đang chiến đấu với hơn chục con sư tử 5 mét. Không lâu sau, hơn chục con sư tử đều bị hổ nhất và hổ nhì đánh bại. Không khỏi cảm thán, nuôi binh nhìn ngày, không uổng công cho các ngươi ăn nhiều thứ ngon vậy. Đến lúc quan trọng vẫn có ích. Bên kia, ba võ sĩ đối chiến với sư tử vương, tuy lép vế hơn, nhưng trong thời gian ngắn, sư tử vương cũng khó lòng tiêu diệt họ. Các binh sĩ xung quanh nhìn với vẻ lo lắng. Chỉ huy, chúng ta có nên nhắm bắn vào con sư tử, bắn vài phát pháo hỗ trợ họ không? Không được, như vậy sẽ ảnh hưởng đến các vũ sĩ. Đạn pháo đối với họ nguy hiểm hơn nhiều so với yêu tướng. Hơn nữa, xung quanh còn hơn chục con sư tử khác. Chúng có thể đang mai phục gần đó. Lúc đó, sư tử vương bỗng gầm lên một tiếng. Không tốt rồi, nó đang triệu tập đồng loại. Sư huynh, chúng ta có viện binh không? Không có, hiện chỉ có võ sĩ cấp 5 mới đánh lại được sư tử vương. Nhưng võ sĩ cấp 5 đều tập trung ở căn cứ ven biển rồi, không thể yểm trợ kịp. Nhưng điều khiến họ ngạc nhiên là không phải sư tử xuất hiện, mà là một con lợn và hai con cọp xuất hiện. Hổ nhất, hổ nhì, đến lúc luyện tập rồi, tấn công. Hai con cọp lập tức vây quanh sư tử vương. Ba sinh vật khổng lồ bắt đầu chiến đấu cuồng nộ. Mặc dù hổ nhất và hổ nhì chỉ là yêu binh cao cấp, nhưng vẫn đấu được với sư tử vương. Tôi thấy họ khó phân thắng bại trong lúc này, nên bảo hai đứa lui ra đi. Coi ta dạy hai con cọp này. Sau khi chúng lùi lại, tôi bộc phát sức mạnh, một luồng sáng vàng xuyên qua. Sư tử vương không kịp phản kháng đã bị hất tung. Mọi người đều nhìn chân chối kinh ngạc. Lúc này tôi đến gần viên chỉ huy kia. Ta cần tìm linh trụ và yêu thú. Chúng ta hợp tác. Khi các ngươi tìm được thì báo cho ta biết. Phần còn lại để ta lo. Viên chỉ huy vội vàng gật đầu. Được rồi, tìm được sẽ báo ngay cho ngài. Tôi gật đầu, rồi lôi xác sư tử vương đi khỏi nơi này. Tôi được tái sinh thành một con lợn và thu phục hai con hổ đàn em. Bất kỳ yêu thú nào đi qua đều bị tôi nuốt chửng. Và cảnh tượng này gây ra cơn bão lớn trên mạng. Những người theo dõi đã xếp tôi hạng 6 trong bảng xếp hạng yêu thú. Lúc này tôi đang tìm kiếm yêu thú để nâng cấp. Chỉ cần thêm một chút kinh nghiệm nữa, hai con hổ đàn em sẽ tiến hóa. Chúng tôi đến khu chợ của trường đại học, nơi bị các yêu thú chiếm đóng. Đứng đầu là con nhím cao 10 mét. Hổ nhất và hổ nhì tấn công, nhưng bị gai đâm đầy người. Các ngươi đi dọn dẹp yêu thú khác đi, con này để ta lo. Thấy ngọn lửa ngưng tụ trong miệng ta, một luồng lửa xuyên thấu con nhím. Lúc đó, ba trực thăng và vô số xe địa hình đến. Họ kinh ngạc khi thấy con nhím ngã xuống. Không phải bảo chúng ta đến dọn dẹp yêu thú sao? Sao chúng nằm đó hết rồi? Trung úy, kìa có một con lợn và hai con hổ. Chúng ta có nên tấn công không? Ngốc à, đó là vô lợn rừng đã giúp chúng ta trước đây. Hình như là nó đã dọn dẹp chỗ này rồi. Trung úy cười tè tét, đến bên tôi. Tôi đã nghe tướng Liễu nói về ngài. Cảm ơn ngài đã giúp chúng tôi dọn dẹp yêu thú một lần nữa. Nếu có thể, tôi muốn trao đổi một vài thứ với ngài. Tôi gật đầu. Các người muốn lấy con nhím này phải không? Gai của nó có thể chế tạo vũ khí mạnh. Trung úy giật mình. Vua lợn rừng thật thông minh. Vậy tôi không nói nhiều nữa. Chúng tôi sẽ trao đổi thông tin quái vật gần đây với ngài. Được rồi, vậy con nhím này cho các người. Rồi tôi bảo hổ nhất cầm máy tính bảng và rời khỏi đó. Đến khu rừng núi, hai con hổ già bắt đầu tiến hóa. Còn tôi mở máy tính bảng ra, phát hiện gần Tử Hà phái có một thủ tướng vương lang xanh cấp cao. Khi hai đứa nhỏ này tiến hóa xong, sẽ đi gặp vương lang xanh này. Bên kia, tại điện trên đỉnh núi. Sư phụ, hiện Tử Hà phái đã bị vương lang xanh bao vây rồi. Bây giờ phải làm sao? Hiện tại ta đạt ngũ phẩm cảnh giới, có thể giao chiến với vương lang xanh. Nhưng dưới quyền nó còn 4 thủ tướng nữa, những lang xanh tối thượng. Lúc đó em rằng các ngươi không chống nổi. Vậy bây giờ ta sẽ liên lạc với các trưởng môn khác, hy vọng họ có thể đến tiếp viện. Chỉ còn cách đó thôi. Lúc đó, hai tiếng gầm vang dội rừng núi. Hổ nhất và hổ nhì đã tiến hóa thành thú tướng sơ cấp. Thân hình cũng dài tới 7 mét. Phát hiện có linh thú có thể kết giao ước. Chủ nhân, kết giao ước chăng?
Hệ thống kết giao ước, chúng sẽ có gì thay đổi không? Sau khi kết giao ước, linh thú sẽ thông tâm với chủ nhân. Chủ nhân còn có thể truyền công pháp cho chúng. Chỉ có linh thú hoàn toàn trung thành với chủ nhân mới kết giao ước thành công. Được rồi, kết giao ước đi. Kết giao ước thành công. Không ngạc nhiên, ta đã nuôi chúng từ nhỏ mà. Con hổ này cũng có thể nói chuyện rồi. Cha, tôi giật mình. Đừng gọi ta là cha, ta không phải cha các ngươi. Ta là cậu của các ngươi. Các ngươi phải ngoan ngoãn, không thì đòn đấy. Hổ nhất và hổ nhì hoảng sợ nhảy lùi lại. Ta không nhịn được cười, rồi dẫn chúng đến vương tử hiệp phái. Trên đường đi, con giải quyết luôn một ngạ quỷ vương tối thượng đã quy hàng. Vừa đi khỏi, phía sau đã có một đạo quân đến. Vua lợn rừng, quá đáng sợ. Nhanh chóng chuyển video từ máy bay không người lái về căn cứ, đánh giá lại sức mạnh của vua lợn rừng. Dạ vâng, thưa ngài. Bên kia, tại căn cứ 24, các binh sĩ đều ngạc nhiên trước ngạ quỷ vương. Một tên tối thượng đã quy hàng lại dễ dàng bị đánh bại thế này. Nếu vua lợn rừng không ra tay, Lao Đây đã định gặp con ngạ quỷ này rồi. Lại mắc nợ vua lợn rừng một lần nữa rồi. Nói xong, quanh người Khổ đại sư hiện lên ánh sáng vàng. Viên chỉ huy phấn khích hỏi, Khổ đại sư, ngài sắp đột phá rồi sao? Đúng vậy, trước đây ta từng giao chiến với ngạ quỷ vương này, nhưng không may thất bại. May nhờ vua lợn rừng đã giải quyết được con ngạ quỷ này, giúp ta tháo gỡ được nỗi oan khiên. Giờ đây ta cảm thấy những gì trói buộc thân thể đã biến mất, ta sắp đột phá rồi. Lúc đó, một người đang lai sờ chim từ bụi cỏ dưới núi Tử Hà phái. Phía sau là Vương Lang Xanh đang dẫn đàn sói, nhanh chóng tiến về phía đỉnh núi. Sitter Zimmer, hãy can đảm lên, chúng ta cũng phải lên núi xem Vương Lang. Làm sao mà lên được, ta mới bát phẩm, vừa lên đó, gặp Lang Xanh là chết đấy. Bỗng trưởng môn Liễu Thanh Phong của Từ Hà phái, tập hợp cao thủ lục phẩm các phái, cũng tiến về phía đỉnh núi. Điều này khiến Vương Đại Dũng thêm tự tin. Được rồi, vậy ta qua đó xem thử. Bỗng một bóng đen bay qua. Cái gì vậy, sao ta cảm thấy có luồng gió lạnh thổi qua? Ta vừa chụp lại được. Các người xem đây là gì? Này có vẻ là vua lợn rừng cùng hai anh em hổ. Người chắc chứ? Đây là tồn tại xếp hạng 6 trong bảng yêu thú đấy. Hình như là nó. Mọi người đừng nói với Sitter Zimmer nhé. Sợ Sitter Zimmer không dám lên núi nữa. Lúc này Vương Đại Dũng vẫn chưa hay biết gì. Tiến về phía đỉnh núi. Trên đỉnh núi, những người Từ Hà phái đang đối đầu với bầy sói. Cổ sư Trần Thổ Giáp ra tay trước, nhưng bị Vương Lang Xanh chặn đứng dễ dàng. Không lành, Vương Lang Xanh này không phải cấp cao, mà là đỉnh cao thủ tướng, chỉ cách đột phá một bước ngắn ngủi. Chẳng lẽ Vương Lang Xanh tấn công Từ Hà phái là để đột phá sao? Lần này chúng ta em rằng khó thoát thân rồi. Nhưng Từ Hà phái chúng ta cũng không dễ bị khinh thường. Dù phải chết, cũng sẽ khiến Vương Lang Xanh phải trả giá. Đúng lúc hai bên sắp đại chiến, một con lợn từ trên trời giáng xuống. Trưởng môn Liễu Thanh Phong tuyệt vọng tột cùng. Hết cách rồi, sao lại có cả vua lợn rừng nữa? Từ Hà phái chúng ta hoàn toàn xong đời rồi. Đúng lúc họ sắp bỏ cuộc, trên không trung xuất hiện ba chiếc trực thăng. Nhiều binh sĩ nhảy xuống từ trực thăng, trong đó có cả Khổ đại sư. Tốt quá, viện binh từ căn cứ ven biển đã đến. Mọi người đừng hoảng, Trần Thổ Giáp kinh ngạc nói. Khổ đại sư, ngài đã đột phá đến tứ phẩm chân hưởng cảnh rồi sao? Đúng vậy, lần này ta cũng nhân tiện đến tiếp viện các ngươi. Ồ, nhân tiện? Ý gì vậy? Trần Thổ Giáp cũng không để ý lắm, tiếp tục nói. Dù Khổ đại sư đạt tứ phẩm rồi, nhưng hiện giờ không chỉ có Vương Lang Xanh, mà còn có cả vua lợn rừng nữa. Nhưng ngay giây sau, Khổ đại sư lại cúi chào vua lợn rừng. Cảm ơn vua lợn rừng, mọi người đều ngỡ ngàng. Chẳng lẽ ta nghe nhầm sao? Khổ đại sư đang cảm ơn vua lợn rừng. Mọi người không nghe nhầm đâu, lần này ta chủ yếu đến để cảm ơn vua lợn rừng. Không chỉ đã cứu ta, mà lần này còn giúp ta đột phá tứ phẩm. Lúc này áp lực đổ dồn lên bầy sói. Một con sói vừa định rút lui thì bị hổ nhì nuốt chừng. Vương Lang Xanh phát ra tiếng gầm giận dữ, rồi lùi lại phía sau. Gì vậy, Vương Lang Xanh cũng bỏ chạy luôn à? Đảo ngược quá nhanh thế này à? Đừng ngơ ngác nữa, chúng ta hãy cùng lực ngăn chặn Vương Lang Xanh. Lúc này hổ nhất và hổ nhì đang chống lại bầy sói. Còn Khổ đại sư và những người khác đã đến trước mặt Vương Lang Xanh. Mọi người phối hợp tấn công Vương Lang Xanh. Vương Lang Xanh rất mạnh, bốn cao thủ trung phẩm cảnh, thậm chí có xu hướng bị áp đảo. Lúc này ta chuyển sang chiến giáp hậu, nhiệt độ không khí xung quanh tăng vọt. Vương Đại Dũng đổ mồ hôi trốn một bên, nói, nóng quá. Chẳng lẽ đây là năng lực của vua lợn rừng? Qua màn hình tôi còn cảm thấy nóng. Sitter Zimmer cố lên. Mọi người đoán xem, vua lợn rừng xếp hạng 6 cần bao nhiêu hiệp mới đánh bại Vương Lang Xanh hạng 56? Tôi nghĩ ít nhất nửa tiếng. Bạn không thấy à, ngay cả cao thủ tứ phẩm cũng bị Vương Lang Xanh áp đảo rồi. Thôi đừng nói nữa, màn chính sắp bắt đầu. Lúc này Vương Lang Xanh cảm nhận được áp lực nặng nề. Sau khi dùng hết sức đẩy lùi mọi người thì vội vàng bỏ chạy, nhưng đã quá muộn. Phun lửa ngọc,
Vương Lang Xanh lập tức bị lửa xuyên thấu. Mọi người đều kinh ngạc trước cảnh tượng. Tôi tái sinh thành một con lợn, lại nuốt một con cá sấu và sói, và tiến hóa thành vua lợn rừng. Dài 15 mét, nặng 50.000 cân. Cảm ơn vua lợn rừng hôm nay đã giúp phái Tử Hà của chúng tôi đánh lui bầy sói. Chuyện nhỏ, sau này có yêu thú nhớ gọi tôi. Lúc này một binh sĩ vội vàng chạy tới. Không ổn rồi, thành phố An Bình gần đây xuất hiện một vua gà các chúa tể. Thị trưởng chúng tôi cầu cứu các vị. Các chúa tể chúng tôi cũng bó tay. Ai bảo bó tay? Dẫn tôi đi xem thử nào, vừa hay thử xem thực lực hiện tại của tôi. Ngay lập tức, mấy đội người mang theo một con lợn và hai con hổ đi về phía thành phố An Bình. Một bên khác ở thành phố An Bình, một vua gà cao hơn chục mét đang điên cuồng tấn công tường thành. Mà hỏa pháo của binh sĩ lại không hề làm tổn thương được vua gà. Cứ thế này, tường thành sẽ sớm bị phá vỡ. Xem ra chỉ có thể liều mạng với nó thôi. Tứ phẩm ngũ đức lập tức tấn công về phía vua gà. Nực cười, chỉ với thực lực này mà cũng dám đấu với ta. Xong rồi, ngay cả võ giả tứ phẩm cũng bại rồi. Thị trưởng, con gà này quá mạnh. Hay là chúng ta sơ tán dân chúng chạy trốn đi. Ngay lúc này, mấy chiếc trực thăng xuất hiện. Tốt quá, cao thủ phái Tử Hà đã tới. Nhưng vua gà này là các chúa tể. Mấy vị cao nhân có diệu kế đối phó không? Chúng tôi không có. Vậy các người tới đây làm gì? Hey hey hey, chúng tôi tới xem kịch. Đột nhiên một con lợn và hai con hổ bay qua tường thành. Hổ nhất, hổ nhì lộ vẻ hưng phấn. Đừng nóng vội, các ngươi không phải đối thủ của nó đâu, lui xuống đi. Vua gà cảm nhận được khí tức của tôi, trở nên cảnh giác. Lợn rừng, chúng ta đều là yêu thú, sao ngươi lại giúp loài người? Chẳng lẽ việc ta làm còn cần ngươi dạy sao? Hôm nay ta chính là tới để nuốt chửng ngươi. Nực cười, ta có huyết mạch côn truyền thuyết. Trở thành vương cực có thể hóa phượng hoàng. Muốn nuốt chửng ta, còn phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã. Vậy thì thử xem. Tôi chuyển sang giáp vàng. Không khí xung quanh tăng vọt trong nháy mắt. Vua gà vỗ cánh. Xuất hiện năm đạo hỏa, Diêm Long cuồng phong tấn công về phía tôi. Nhưng lại không gây ra chút tổn thương nào. Xin lỗi nhé, ta miễn dịch với hỏa diễm. Ta không tin, ta có huyết mạch côn chi mà. Vua gà điên cuồng thi triển hỏa diễm long quyền phong. Mà tôi lại xông thẳng về phía vua gà. Nanh vuốt trong nháy mắt đâm xuyên qua vua gà và trực tiếp nuốt chửng nó. Phát hiện chủ nhân, lần đầu đánh bại yêu thú cấp chúa tể. Có thể nhận được 3 viên đạn trống và thức tỉnh ân kỳ vũ khí. Ân kỳ vũ khí là gì? Ân kỳ vũ khí chính là cốt lõi vũ khí của chủ nhân. Chỉ cần tìm được nguyên liệu có thể rèn thì có thể chế tạo ra vũ khí bản mệnh. Vậy vũ khí bản mệnh của ta là gì? Vũ khí bản mệnh của chủ nhân là cửu xỉ đinh bà. Cần nguyên liệu 100.000 tấn thép, 100.000 tấn sắt, 10.000 tấn đồng. Trong lòng ta vui sướng cùng nhiệt, xem ra lão chư ta cũng sắp có vũ khí rồi. Người nào là thủ lĩnh ở trên kia? Xuống đây giao dịch với ta một chút. Thị trường cẩn thận từng ly từng tí đến bên cạnh tôi. Kính thưa lợn rừng đại nhân, ngài cần chúng tôi làm việc gì sao? Ta cần 100.000 tấn thép, 100.000 tấn sắt và 10.000 tấn đồng để giao dịch. Ta có thể cho người ba quả trứng của vua gà, hoặc một lần ta ra tay. Thị trưởng lập tức giật mình, nhiều nguyên liệu vậy, xin cho phép tôi hỏi ý kiến cấp trên một chút. Được, cho các ngươi 10 phút để suy nghĩ. Lúc này, trong căn cứ số 1, các đại hội trưởng đang thảo luận. Tôi cho rằng, chúng ta nên chọn cơ hội vô lợn dừng ra tay một lần. Dù sao chúng ta cũng đã thấy thực lực của nó rồi, cấp chúa tể trước mặt nó chỉ cần một đòn là xong. Đúng vậy, tôi cảm thấy con vua lợn rừng này rất có thể là yêu thú cấp vương. Không, tôi chọn ba quả trứng của vua gà. Thứ nhất, vua gà có huyết mạch côn chi. Loại huyết mạch này rất mạnh. Nghe nói cũng có thể đột phá cấp vương. Hơn nữa chỉ cần chúng ta nuôi từ nhỏ, sau này lớn lên chúng nhất định sẽ che chở cho hoa hạ chúng ta. Được rồi, thảo luận kết thúc. Mọi người bỏ phiếu quyết định đi. Ai chọn trứng vua gà xin giơ tay. 10 người có 6 phiếu chọn trứng vua gà. Vậy quyết định như vậy đi. Báo cho căn cứ lân cận, nhanh chóng tập hợp nguyên liệu gửi qua. Rất nhanh, từng chiếc xe tải chở nguyên liệu đến trước mặt tôi. Thưa vua lợn rừng đại nhân, chúng tôi quyết định chọn trứng gà. Tốt, ba quả trứng này ngươi cầm lấy đi. Lúc này một binh sĩ nói. Báo cáo, 100.000 tấn sắt và 100.000 tấn thép đã chuẩn bị xong. Nhưng 10.000 tấn đồng, tất cả các căn cứ chỉ quyên góp được 5.000 tấn. Thưa vua lợn rừng đại nhân, vậy phải làm sao đây? Số lượng đồng trong căn cứ chỉ có nhiều đó thôi. Tôi suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy các ngươi kiểm tra xem gần đây có mỏ đồng nào không? Ta tự đi cũng được. Nói xong tôi liền nuốt chửng tất cả nguyên liệu xung quanh. 5 phút sau, binh sĩ đến đưa cho tôi một tấm bản đồ. Thưa vua lợn rừng đại nhân, gần đây có một khu rừng, ở đó ít nhất có 20.000 tấn đồng, nhưng ở đó còn có rất nhiều yêu thú cấp cao, nên chúng tôi không dám bén mảng tới. Ha ha ha, tốt, vậy ba quả trứng đó cho các ngươi, sau này có duyên gặp lại. Rất nhanh chúng tôi đến khu rừng, lại bị một con chăn khổng lồ dài 20 mét và một con trâu nước dài 15 mét chặn đường. Hổ nhất, hổ nhì, các ngươi đối phó với trâu nước. Chăn khổng lồ giao cho ta.
Không bao lâu, chân khổng lồ và trâu nước lần lượt ngã xuống. Chúng tôi nuốt chửng chúng rồi tiếp tục lên đường. Dọc đường ăn không ít yêu thú, cuối cùng cũng tìm thấy mỏ đồng. Cừu sỉ đinh bà, nguyên liệu đủ rồi. Hợp thành thành công, chủ thể có thể tùy ý thay đổi kích thước cừu sỉ đinh bà. Không tệ, hệ thống, thuộc tính hiện tại của ta là bao nhiêu? Còn thiếu 200 điểm nữa là có thể tiến hóa rồi. Thế là tôi lại nuốt thêm mấy con sói hoang ở gần đó. Chủ thể đạt trọng lượng 100.000 cân. Sức mạnh và thể hình đạt 10.000 điểm. Có tiến hóa không? Tiến hóa. Ngay lập tức một nguồn sức mạnh bướng bỉnh từ trong cơ thể ta phát ra. Cây cối xung quanh đều bị thổi đến kêu lên ken két. Cả khu rừng đều nổi lên cơn cuồng phong cấp 10. 12 tiếng sau, một tia sáng vàng xuyên thủng bầu trời. Ta đã hoàn thành tiến hóa. Chủ nhân tiến hóa thành hỗn độn chu vương. Đạt được kỹ năng mới lĩnh vực sức mạnh. Ta sử dụng lĩnh vực, cây cối xung quanh lập tức hóa thành hư vô. Lợi hại quá, có kỹ năng này chẳng phải ta vô địch thiên hạ rồi sao?